Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức bởi đại dịch Covid, thiên tai và nhiều xáo trộn khác tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Qui Phúc, chúng tôi tự hào khi đã linh hoạt thích ứng nhanh với bối cảnh mới để từ đó trụ vững trước khó khăn, giữ nhịp phát triển ổn định bền vững. Tròn 35 năm phát triển, Qui Phúc đã trở thành thương hiệu nội ngoại thất inox nhựa nổi tiếng, vươn tầm tiện nghi và chất lượng cuộc sống. Tự hào là một trong 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Có được thành quả đó là nhờ ban lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập cùng đội ngũ hơn 1.500 cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm cống hiến. Hơn hết là sự gắn bó, đồng hành của quý đối tác, quý khách hàng và niềm tin yêu của hàng triệu gia đình. Nhân dịp xuân mới Tết Tân Sửu 2021, Qui Phúc xin gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng, quý đối tác và cán bộ công nhân viên một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tết cùng Qui Phúc, gia đình sung